màu đèn nó khó này, rất sáng luôn anh chị nhá, màu đèn liền thể, mắt ngọc, đấy, tấm pin liền, đấy, thiết kế lắp đặt rất là đơn giản, cho ra độ sáng rất tuyệt vời, chất lượng ánh sáng của chip LED 5054 nó quá sáng anh chị ạ. Em xin kính chào tất cả quý anh chị, chào mừng tất cả quý anh chị quay trở lại với kênh Bên Nhà Solar, lại tiếp tục ra một siêu phẩm về đèn năng lượng mặt trời. Thì cái mẫu đèn năng lượng mặt trời này khi mà em đưa ra ngoài thị trường cũng đã được rất là nhiều giới chuyên gia đánh giá tốt về chất lượng sản phẩm, cũng như là về cái hình thức lắp đặt nó rất là dễ dàng, lắp đặt rất là nhanh anh chị nhé, và độ sáng rất là tuyệt vời. Thì màn hình quý chị đang quan sát ở đây là một bộ đèn năng lượng mặt trời có công suất lên đến 1000W, và tên gọi của nó là đèn liền thể mẫu mắt ngọc. Và cái phiên bản này là phiên bản mới nhất anh chị nhé. Chiếc đèn này thì anh chị có thể lắp đặt ở tất cả các vị trí, như là ở sân vườn này, đường đi này, trang trại này, các công trình nhà máy công xưởng, hoặc là anh chị lắp đặt ở lối đi để mình chiếu sáng. Là lắp đặt những bộ đèn này nó rất dễ dàng, không tốn bất kỳ một chi phí tiền điện nào, không cần phải đi đường dây điện rườm rà, không cần phải lo là phần lắp đặt cái công tắc bật tắt cho đèn. Và cái điều đặc biệt nhất đó là nếu như anh chị lắp đặt ở cổng nhà mình này, hay là khu trang trại, hoặc là những cái khu cần bảo vệ, thì cái bộ đèn này nó sẽ phát huy được một cái tính năng rất là đặc biệt. Vậy thì cái tính năng đó là gì? Xin mời toàn thể quý anh chị cùng bắt đầu khám phá video này để xem bộ đèn này nó sẽ có những cái gì đặc biệt nhất anh chị nhé. Thì về cái quy cách đóng hàng của bên công ty Việt Nhà Solar thì cũng khác hoàn toàn so với cả những đơn vị bán hàng trôi nổi cũng như là giá rẻ trên thị trường. Thì khi mà anh chị mua hàng của bên công ty Việt Nhật Solar thì anh chị sẽ nhận được một hộp sản phẩm đóng gói quy cách, và là hàng Việt Nam chắc chắn luôn anh chị nhá. Thì khi mà mở hộp sản phẩm ra thì điều đầu tiên anh chị sẽ nhìn thấy là có một lớp xốp bọc rất là dày, rất là cẩn thận. Thì bên trong sẽ bao gồm là phiếu bảo hành của bên công ty này, đấy, phiếu bảo hành của bên công ty, và sẽ nhận được những cái linh kiện phụ kiện lắp đặt như là thanh giá đỡ của đèn này, những cái phần linh kiện bắt đèn vào cột hoặc lại trực tiếp lên trên tường này, hoặc là những cái phần bát này để cho anh chị lắp đặt đèn. Thêm vào đó là hai bộ ốc vít nhá, hai bộ ốc vít của người lắp đặt đèn, và đặc biệt là một chiếc điều khiển từ xa nữa này. Đấy, và cái thân đèn năng lượng mặt trời có công suất lên đến 1000W anh chị nhá. Và sau đây thì em sẽ chia sẻ chi tiết về bộ đèn này, và tại vì sao giới chuyên gia người ta đánh giá rất là tốt, rất là khách quan về bộ đèn này. Thì nó khác hoàn toàn so với cả những bộ đèn năng lượng mặt trời khác, ví dụ như là đèn pha năng lượng mặt trời hoặc là đèn bàn chải năng lượng mặt trời. Những cái loại đèn đó thường thường nó sẽ có cho ra là một góc chiếu anh chị ạ, nó sẽ là một góc chiếu cho ra thẳng. Nhưng mà đối với miếng mẫu đèn này ấy, thì phần thiết kế của đèn rất là đặc biệt, đó là thiết kế ba góc chiếu sáng anh chị nhá, ba góc chiếu sáng. Ở cái phần mặt đèn này nó không phải là một mặt phẳng, mà nó sẽ cho ra ba góc chiếu sáng này, một mặt này, hai mặt này và ba mặt. Thì góc chiếu sáng của nó rất là rộng. Những anh chị nào mà có những cái đường đi này, những cái trang trại này, cây xăng này, sân bóng này, điện đường trường trạm này, lắp đặt cho khu chăn nuôi này, ao cá này, thì anh chị lắp đặt bộ đèn này nó rất sáng, và cái khoảng cách xa của các trụ anh chị lắp thoải mái cho em. Đấy, độ sáng nó phả ra rất là tốt. Đấy, thì đấy là về phần thiết kế của mặt chiếu sáng của đèn anh chị nhé. Thêm vào đó thì những cái loại chip LED bình dân ở trên thị trường hiện nay như là dòng LED 3030 này, hoặc là dòng LED 5730, 2835, những cái dòng LED chất lượng ánh sáng thuộc dạng bình thường. Đấy, thì đối với mẫu này thì bên em đã nâng cấp và lắp đặt một dòng chip LED mà có độ sáng cái lumen cao rất là tuyệt vời anh chị nhé, đó là dòng LED 5054 với tổng số chip LED là 238 chip LED 5054 anh chị nhé, nên là độ sáng của nó rất là tuyệt vời anh chị ạ, nó có thể phủ sáng được những diện tích dao động từ 400 đến 500 mét vuông anh chị nhé. Đấy, 400 đến 500 mét vuông. Và anh chị có thể nhìn thấy về cái thiết kế của mẫu 2024 này thì nó rất là gần guốc này, khỏe và chắc chắn anh chị ạ, lắp ở ngoài trời thoải mái vô tư. Cái đèn này thì nó có chỉ số chống nước, nó là IP68. 6 có nghĩa là chống bụi bẩn, còn 8 là chống nước thoải mái anh chị nhé. Anh chị có thể treo đèn ngoài trời vô tư luôn. Đấy, mưa nắng thất thường thì đèn này đều có thể kháng được hết anh chị nhé. Thì anh chị có thể quan sát giúp em là đối với cả đèn năng lượng mặt trời chính hãng của bên công ty Việt Nhật Solar thì sẽ có logo được in trực tiếp khác bằng laser, nên là không phải là dán đâu anh chị nhé. Đấy, một số đơn vị thì người ta sẽ dán lên, đấy, hoặc là người ta có tẩy xóa, nhưng đối với bên nhà em là in bằng máy trực tiếp, in bằng laser này. Đấy, công suất là 1000W, và đây là logo thương hiệu độc quyền của bên công ty Việt Nhật Solar anh chị nhá, không một đơn vị nào có cái logo này, và đây là logo độc quyền rồi. Đấy, anh chị là có thể là ở trên Facebook này, hoặc là một số những cái mạng xã hội khác ấy, họ có những cái đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật nhưng sẽ không có logo anh chị nhá. Đấy là một điều lưu ý này.
Và cái điều đặc biệt nữa đó là anh chị nhìn thấy là ở trên này nó sẽ có một cái cảnh báo ở đây. Đấy, có hình người đi qua đi lại này. Thì cái đèn này rất là hay. Anh chị nào mà lắp ở khu vực trang trại này hoặc là những cái khu vực an ninh ấy mà cần bảo vệ về đêm thì cái bộ đèn này nó phát huy được một cái công năng đó là rất là tốt, là khi mà anh chị lắp đặt đèn lên và anh chị bật sang cái chế độ là cảm biến chuyển động thì nếu như có người đi qua đi lại ở bên dưới đèn hoặc là gần đến đèn hoặc là gần đến nơi mà anh chị lắp đặt đèn thì đèn nó sẽ tự động nó sáng mạnh lên 100%. Đấy, nó giống như là đang có người ta bật công tắc đèn mạnh lên anh chị ạ. Đấy, nó sáng 100% lên. Còn nếu như không có người đi qua đi lại thì đèn nó sẽ tự động nó giảm sáng đi. Rất là hay, rất là thông minh. Đấy, nó cảnh báo là khi có người đến á, đèn nó tự nhiên nó bừng sáng mạnh lên. Thì là những cái người đó, người xấu mà đi vào cái khu vực mà anh chị lắp đặt đèn thì người ta sẽ có những cái sợ hoặc là người ta không dám đến gần nữa anh chị nhá. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy, tính năng coi như là bắt trộm của đèn. Đấy, nên là anh chị nào mà có những vị trí như em vừa mới nêu trên, anh chị có thể lắp đặt bộ đèn này. Đấy, anh chị nhìn thấy đèn rất là gần guốc này, rất là khỏe anh chị nhá. Đấy, đèn mới này, năm 2024, hàng độc quyền anh chị nhá. Thì cái điều thứ ba mà anh chị có thể nhìn thấy thì đối với cả trên thị trường hiện nay thì cái tấm pin năng lượng mặt trời này sẽ là quyết định. Đấy, xem là đèn có được sạc tốt hay không, sẽ dựa vào kích thước cũng như là loại của cell pin. Thì ở trên thị trường có hai loại, đó là mono và poly. Loại poly thì nó màu xanh đậm, còn loại mono nó màu đen. Thì cái tấm pin năng lượng mặt trời hệ mono này nó sẽ sạc nhanh hơn 30% so với cả tấm pin năng lượng mặt trời poly anh chị nhé. Nên là anh chị treo ở ngoài trời thoải mái, như anh chị nào ở khu vực phía Bắc này, như anh chị nào ở khu vực ít nắng này, trời âm u hoặc là nhiều mây thì lắp chiếc đèn này yên tâm luôn, là đèn nó vẫn cho ra cái độ sáng rất là tốt và cái thời gian là sáng rất là đảm bảo anh chị ạ. Đấy, đó là về phần đèn. Tiếp theo là đến phần pin lưu điện. Thì rất là nhiều anh chị quan tâm đến phần pin lưu điện là phần quyết định về cái thời gian chiếu sáng của đèn. Thì bộ đèn này thì bên em lắp đặt với cấu hình chạy nó là 42.000 mAh anh chị nhá. Và đặc biệt là khi mà anh chị mà sử dụng cái tính năng cảm biến chuyển động này, tức là có người đi qua đi lại thì đèn mới sáng mạnh ấy, thì nó có thể chạy được 2 đêm liên tục anh chị ạ, 2 đêm liên tục. Còn nếu mà anh chị bật tính năng auto thì đèn có thể sáng liên tục với thời gian là 14 đến 16 tiếng, rất thoải mái, rất vô tư anh chị nhá. Độ sáng rất là tuyệt vời. Mẫu thiết kế mới nhất năm 2024 anh chị nhá, hàng độc quyền đấy ạ. Đấy, về cái hình thức lắp đặt thì cũng rất là đơn giản anh chị nhá. Anh chị chỉ cần lắp lên là xong anh chị ạ. Đây, đấy, lắp cái phần cần đèn này vào đây này. Đấy, và anh chị bắt lên cột này, bắt lên tường này, hoặc là anh chị bắt vào cây này, đều được hết anh chị nhá. Rất là dễ dàng. Đấy, ốc vít đi kèm theo đầy đủ hết rồi. Mình lắp lên là mình dùng thôi anh chị nhá. Đấy, đi kèm theo thì sẽ bao gồm nữa là một cái nút điều khiển này, một cái nút điều khiển này. Đấy, điều khiển này thì sẽ giúp anh chị là có thể là bật tắt thủ công này, tăng giảm cường độ ánh sáng hoặc là chuyển chế độ auto cho đèn. Đấy, rất là tốt anh chị nhá, và có tính năng thêm hẹn giờ này. Và khi mà bật đèn lên thì đèn nó sẽ rất là sáng anh chị nhá. Đấy, đèn rất sáng. Đấy, khi mà test vào buổi tối nó rất là sáng luôn anh chị nhá. Thiết kế ba góc chiếu sáng rất là rộng. Và bây giờ những anh chị nào mà đang quan tâm đến cái dòng sản phẩm này, những anh chị nào mà muốn sử dụng giải pháp chiếu sáng đèn năng lượng mặt trời thay thế cho toàn bộ bóng đèn điện lưới để giảm thiểu chi phí tiền điện này, hoặc là lắp đặt dễ dàng không cần phải tốn chi phí mua dây điện này, hoặc là lắp đặt công tắc, thì anh chị có thể lắp bộ đèn này. Lắp bộ đèn này lên nó tiết kiệm chi phí cho anh chị rất là tốt anh chị nhé. Đấy, thì anh chị quan tâm anh chị có thể liên hệ trực tiếp với hotline của công ty Việt Nhật Solar để anh chị đặt hàng. Anh chị đặt hàng số lượng nhiều, anh chị lấy làm dự án thì anh chị sẽ nhận được một cái mức giá rất là tốt luôn anh chị nhé. Và bên em đã làm rất là nhiều video rồi, có rất là nhiều anh chị quan tâm đến phần giá bán. Đấy, thì cái phần giá bán này nó liên quan đến rất là nhiều đại lý ở trên ba vùng miền của bên công ty Việt Nhật Solar. Nên anh chị thực sự quan tâm, anh chị hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của công ty. Bên em sẽ tư vấn cho anh chị là về phần giá bán, cũng như là tư vấn cho anh chị nào mà muốn mở đại lý này, muốn làm nhà phân phối, lấy đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar về để bán ra ngoài thị trường. Thì anh chị sẽ nhận được những cái chính sách ưu đãi, những cái chính sách khuyến mại dành cho đại lý anh chị nhé. Thì sau đây không để anh chị chờ lâu, em sẽ đi vào và test thử thực tế độ sáng của mẫu đèn liền thể 1000W này cho anh chị cùng xem vào buổi tối thì đèn nó sẽ sáng tốt như thế nào anh chị nhé. Đây chính là độ sáng thực tế của mẫu đèn năng lượng mặt trời mắt ngọc phiên bản nâng cấp năm 2024. Đây, bây giờ em sẽ tắt đèn đi này, anh chị có thể nhìn thấy xung quanh đây rất tối. Đấy, và khi mà không có ánh sáng thì ở đây sẽ không làm được gì đúng không ạ? Đấy, rất là tối anh chị nhé. Bây giờ em sẽ bật đèn lên để cho anh chị cùng cảm nhận được là khi ánh sáng của đèn nó có này, rất sáng luôn anh chị nhé. Mẫu đèn liền thể mắt ngọc, đấy, tấm pin liền, đấy, thiết kế lắp đặt rất là đơn giản, cho ra độ sáng rất tuyệt vời. Chất lượng ánh sáng của chip LED 5054 nó quá sáng anh chị ạ.
Bao phủ ở đây là cái sân, hiện tại cái sân đây nó rơi khoảng tầm hơn 300 mét vuông và đèn em treo cao là khoảng 4 mét anh chị nhá. Đấy, đèn rất sáng, nếu mà anh chị mà treo đèn cao hơn nữa nó còn sáng rộng hơn nữa anh chị ạ. Đấy, như anh chị nào mà đang có nhu cầu thì có thể đặt mua bộ sản phẩm này dùng để chiếu sáng cho khu vực như là sân vườn, trang trại, đường đi hoặc là các lối đi đường lại của khu công nghiệp, nhà máy. Đấy, lắp đặt ở sân thể thao, cổng đình, cổng chùa. Đấy, rất là nhiều nơi để lắp đặt một bộ đèn này anh chị nhá, rất sáng. Đấy, anh chị nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với hotline công ty.